Xin chào các bạn, và giữa tháng 7 của năm 2022 thì thông tin về những cái đợt nắng nóng tại châu Âu được đề cập rất nhiều trên các trang mạng xã hội và các trang tin. Theo những cái thông tin này thì đã có hàng trăm người thiệt mạng do nắng nóng cực kỳ khắc nghiệt tại lục địa già. Và cái điểm nóng nhất trong những cái điểm nóng này chính là Tây Ban Nha, cụ thể hơn là Sevilla tại Andalusia. Đó là một gợi ý để mình thực hiện chủ đề này. Tây Ban Nha, đất nước có khu vực nắng nóng khắc nghiệt bậc nhất châu Âu. Tất nhiên là ngoài nắng nóng thì khu vực này còn rất là nhiều câu chuyện khác, đặc biệt liên quan đến bóng đá, đến đấu bò và một món ăn rất hot tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Chào mừng đến với xứ Andalusia tại Tây Ban Nha. Andalusia có lẽ là cái danh từ riêng mà có lẽ những ai hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha đều đã quen thuộc. Các đội bóng từ xứ Andalusia thì khá nổi tiếng tại La Liga và cả châu Âu. Đó là Sevilla, ông vua của Europa League một thời. Đó là Real Betis, một đội bóng ngổ ngáo ở La Liga. Là Malaga từng có thời điểm là một đội bóng nhà giàu, và là những cái tên khác như là Granada, Almeria, Cordoba hay là Cadiz. Đây là một cộng đồng tự trị ở Tây Ban Nha. Andalusia thì nằm ở phía nam của bán đảo Iberia và đương nhiên cũng là phía nam của Tây Ban Nha. Diện tích của xứ Andalusia là khoảng 87.600 km2. Nếu mà Andalusia tồn tại một cách độc lập thì nó sẽ có diện tích gần bằng với Bồ Đào Nha, lớn hơn một chút so với Áo, Cộng hòa Ireland và lớn bằng Đan Mạch và Hà Lan cộng lại, cũng như lớn gấp 8 lần Qatar. Đó là một diện tích không hề khiêm tốn chút nào của Andalusia. Nhưng mà dân số của cả Andalusia thì chỉ là khoảng 10 triệu người mà thôi. Chúng ta quen gọi là xứ Andalusia, ở lãnh thổ này được chia thành 8 tỉnh. Đó là các tỉnh Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, Huesva, Jaén, Malaga và Sevilla. Tên các tỉnh của Andalusia thì cực kỳ gần gũi, bởi như chúng ta đã đề cập, hầu như tỉnh nào cũng có đội bóng từng chơi bóng tại La Liga. Và thủ phủ của Andalusia đó là thành phố Sevilla. Và nếu các bạn có thắc mắc tên của xứ này nghe có vẻ gì đó không được thuần Tây Ban Nha cho lắm, thì cái tên Andalusia vốn bắt nguồn từ tiếng Ả Rập. Cái tên Ả Rập ban đầu đó là Al-Andalus. Sự thật là những người Hồi giáo Ả Rập đã chinh phục và cai quản vùng đất này trong khoảng thế kỷ thứ 8 cho đến thế kỷ thứ 15. Cái tên Al-Andalus ban đầu thì được dành cho gần như là toàn bộ bán đảo Iberia, nhưng mà sau đó thì được đặt riêng cho Andalusia. Những cái ảnh hưởng của văn hóa Ả Rập, văn hóa Hồi giáo thì có khắp mọi nơi, từ âm nhạc, ngôn ngữ, ẩm thực và tất nhiên là cả kiến trúc nữa. Lúc này thì ở Andalusia vẫn còn những cái nhà thờ Hồi giáo lớn, đó là những cái ví dụ điển hình cho một thời Ả Rập tại Andalusia. Người Ả Rập cũng có những cái đóng góp về hệ thống thủy lợi, những tiến bộ ở trong y học, toán học, vật lý, hiện đại hóa những khu vực bây giờ là Cordoba và Granada, vốn đã nổi tiếng ở châu Âu. Đó là cái nhìn tổng quan nhất về Andalusia, và bây giờ sẽ là chủ đề của câu chuyện Andalusia thì nóng như thế nào. Nhiều người nói rằng Tây Ban Nha là một đất nước nóng trong toàn bộ lãnh thổ của mình, nhưng sự thật không phải là như vậy. Không phải ở chỗ nào ở Tây Ban Nha cũng nóng, ở phía Bắc và ngay cả miền Trung của Tây Ban Nha thì mát hơn nhiều. Trong khi đó, khu vực Andalusia phía Nam thì nóng thực sự. Đây là khu vực nóng nhất ở Tây Ban Nha và cũng được coi là nóng nhất trong toàn bộ lãnh thổ châu Âu. Các thành phố như là Sevilla và Cordoba đều có nhiệt độ trung bình trên 36 độ C vào mùa hè. Đó là trung bình, còn trên thực tế, ở những đợt nắng nóng khắc nghiệt thì nhiệt độ đều trên 40 độ C. Sevilla từng có kỷ lục, đó là lịch sử ghi nhận cái nắng 50 độ C. Nhưng mà điều này được ghi nhận vào năm 1881, trước khi những cái phương pháp ghi chép hiện đại xuất hiện. Và kỷ lục chính thức, xin nói lại là chính thức, cao nhất thuộc về một thành phố khác của Andalusia. Đó là thành phố có tên là Montoro, đạt kỷ lục là 47,3 độ C vào tháng 7 của năm 2017. Thật khủng khiếp. Một ví dụ để các bạn thấy được cái sự chênh lệch nhiệt độ giữa Andalusia và những khu vực khác tại Tây Ban Nha là như thế nào. Ví dụ thường ở Madrid nhiệt độ vào tháng 7 là 32 độ C thì tương ứng với nhiệt độ đó ở Andalusia có thể đạt mức 38 cho đến 40 độ C. Nói đến nắng nóng thì sẽ nhắc đến sa mạc, và nói đến sa mạc ở châu Âu nghe có vẻ hơi xa lạ, nhưng thực tế thì vẫn tồn tại sa mạc tại châu Âu. Nó nằm ở phía bắc của tỉnh Almeria thuộc Andalusia. Sa mạc này có tên là Tabernas, đó là một trong những sa mạc nổi tiếng nhất tại châu Âu. Nó hầu như không bao giờ có mưa trên cái cảnh quan cực kỳ cằn cỗi này, và nhiệt độ dao động với một cái mức chênh lệch cực lớn, khi thì lên đến 48-50 độ C, nhưng có lúc chỉ là âm 5 độ C. Sa mạc này thì có diện tích là hơn 280 km2, nó được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Và thực ra, nếu mà không được bảo vệ thì có lẽ cũng ít người thích đặt chân đến sa mạc này, trừ một số trường hợp hiếm hoi, đó là những nhà làm phim. Những nhà làm phim Hollywood đã đến đây để quay một số tác phẩm nổi tiếng, ví dụ như là Lauren, xứ Ả Rập.
hay là bộ phim Indiana Jones và Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng, cũng như là bộ phim Thiện Ác Tà. Rất là nhiều người nếu mà không nói về cái việc những cái cảnh quay này thực hiện ở Tây Ban Nha thì họ nghĩ rằng những cảnh quay này đang được thực hiện tại châu Phi hoặc là được thực hiện tại miền Tây của nước Mỹ. Địa hình hiểm trở, những cây xương rồng và bầu không khí đầy tro bụi tạo cảm giác nơi này không phải là châu Âu, nơi này không phải là một vùng đất ngay bên bờ Địa Trung Hải. Không chỉ có thế, Andalusia còn có đỉnh núi cao nhất của Tây Ban Nha. Đó là đỉnh núi có tên là Mulhacén. Đây là đỉnh cao nhất trên đất liền của Tây Ban Nha với độ cao là 3.478m so với mực nước biển. Núi này thì tương đối dễ leo vào mùa hè và có một tuyến đường được đánh dấu rõ ràng phục vụ cho những người leo núi. Họ có thể đi theo những cái chỉ dẫn này. Núi này thì cũng được đặt theo tên của một người Ả Rập, đó là Abu Al-Hasan Ali. Cũng bởi thế nó mới có cách phát âm rất là khác tiếng Tây Ban Nha như vậy. Đây là vị vua Hồi giáo Abjad tại Granada vào thế kỷ thứ 15 thuộc Andalusia, và theo truyền thuyết, vị vua này được chôn cất trên đỉnh núi. Có sa mạc, có núi và có rừng. Andalusia cũng có khu rừng lớn và loại bậc nhất tại châu Âu. Đó là một rừng sồi và là một trong không nhiều khu rừng nguyên sinh còn sót lại. Rừng này thì nằm ở tỉnh Cadiz tại Andalusia với diện tích là 170.000 ha. Khu rừng này là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Và trên tất cả, Andalusia có 1.000 km đường bờ biển. Nơi đây có những bãi biển thuộc vào loại đẹp nhất ở châu Âu. Nó trải dài từ bờ Địa Trung Hải khô và gồ ghề của Almeria tại phía đông đến tận những bãi biển đầy cát vàng của Cadiz trên bờ Đại Tây Dương ở phía tây. Và trên bờ biển của Andalusia thì có một đoạn rất là gần châu Phi, chỉ hơn chục km thôi, qua eo biển Gibraltar. Ở những tay bơi lội giỏi có thể bơi từ vị trí này sang châu Phi, hoặc ngược lại bơi từ châu Phi sang châu Âu, tiếp cận với châu Âu chính từ miền đất Andalusia. Và với 110 sân gôp, khu vực Andalusia là khu vực có mật độ sân gôp tập trung cao nhất tại châu Âu. Đây cũng là điểm chơi gôp được ghé thăm hàng đầu ở lục địa già, với trung bình 500.000 người đến với Andalusia mỗi năm chỉ để chơi gôp. Điểm thú vị tiếp theo, Andalusia nói theo nghĩa đen thì có nhiều nhà trắng bậc nhất thế giới. Chính xác là như vậy, nằm chênh vênh trên những cái đỉnh đồi ở những cái khu vực nông thôn Andalusia, có những ngôi nhà màu trắng đặc trưng, nhìn một cái là nhận ra ngay. Những ngôi nhà này thì được dựng lên ở những cái địa điểm hiểm trở và người ta tin rằng người dân ở đây làm thế để chống lại những kẻ xâm lược trong nhiều thế kỷ trước đây. Ngày nay thì những ngôi nhà trắng của Andalusia cũng là một cái điểm văn hóa đáng tự hào. Cái việc sản xuất cái màu sơn màu trắng truyền thống của Andalusia đã được UNESCO công nhận là một di sản thế giới vào năm 2011. Xung quanh những cái ngôi nhà này thì đường rất là hẹp và dốc, nó uốn lượn quanh co và đều hướng về ở phía nhà thờ trung tâm với thiết kế rất là công phu. Đứng từ cái vị trí cao nhất này thì bạn có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cảnh quan bao la của những ngọn đồi ở bên dưới. Cái kiểu cách kiến trúc đặc biệt của những dãy nhà ở đây khiến cho những ngôi làng, những thị trấn nổi bật giữa những ngọn đồi bao la ở Andalusia. Không chỉ tường trong nhà thị trấn được sơn màu trắng mà từ hàng rào cho đến ban công hay những ô cửa đều khoác một lớp áo trắng rất đặc trưng Andalusia. Và đó chưa phải là điểm dừng cũng như điều thú vị, tại Andalusia vẫn còn rất nhiều những điều nữa. Andalusia thì sản xuất một cái lượng dầu ô liu trên thế giới thuộc vào loại kỷ lục, khoảng 1,5 triệu tấn dầu ô liu hàng năm, đủ để lấp đầy khoảng 450 bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Đó là một phần không thể thiếu của ẩm thực Tây Ban Nha có từ hàng nghìn năm trước. Và bạn có biết được không, Andalusia cũng là quê hương của điệu nhảy nổi tiếng trên thế giới. Thực tế là có nhiều giả thiết về nguồn gốc của flamenco, cái phong cách hát và nhảy đặc biệt mang tính đặc trưng đến mức nó đã trở thành biểu tượng không thể lẫn của đất nước Tây Ban Nha. Flamenco là một điệu nhảy của những người phụ nữ Tây Ban Nha với những cái tả váy bềnh bồng nhiều tầng và để lộ ra cái cặp đùi thon thả. Đây là biểu tượng của Tây Ban Nha và là niềm tự hào của họ, nhưng có lẽ người dân vùng Andalusia sẽ là những người tự hào hơn cả, vì điệu nhảy này sinh ra tại chính vùng đất của họ. Xa hơn nữa cả về quá khứ và địa lý, thì điệu nhảy này được cho là có xuất xứ từ miền Bắc Ấn Độ. Sau đó thì những người du mục đã đi phiêu bạt qua Thổ Nhĩ Kỳ, qua các quốc gia của châu Âu và phải mất vài trăm năm thì họ mới đến được định cư ở vùng Andalusia, lúc đó là vào khoảng thế kỷ thứ 10. Đến đây thì họ mang theo cái truyền thống nhảy múa của họ, cũng như những cái trang phục váy nhảy rất là đặc trưng. Dần dần theo thời gian thì nó kết hợp với những yếu tố bản địa, rồi là thêm văn hóa Tây Ban Nha, văn hóa Ả Rập, để rồi tạo ra điệu nhảy flamenco ngày nay. Andalusia cũng nổi tiếng với đấu bò. Ở đây có trường đấu bò được coi là lâu đời nhất ở Tây Ban Nha. Cái trường đấu bò này thì được xây dựng vào khoảng năm 1760. Nó thay thế cho một cái khu vực đã bị tàn phá trước đó.
Tất nhiên tìm ra nơi nào là nguồn gốc của đấu bò vẫn là một cái điều gây ra rất là nhiều sự tranh cãi. Trò đấu bò này thì còn có ở Bồ Đào Nha, một vài thành phố ở phía nam nước Pháp và ở một số quốc gia Mỹ Latin khác. Đấu bò tót Tây Ban Nha gây ra những sự tranh cãi ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới và ngay cả tại chính Tây Ban Nha nữa, nơi mà nó được coi là một bộ môn truyền thống. Những người ủng hộ môn này thì cho rằng đấu bò là một nét văn hóa, coi như là quốc hồn của dân tộc, trong khi nhóm bảo vệ động vật thì cho rằng đây là một môn thể thao tàn bạo và giết chết những con bò chỉ để mua vui. Cuối cùng, hãy cùng xem người Andalusia ăn gì, ở đây có đặc sản gì. Ở Andalusia thì cái món đùi lợn muối là một món đặc sản. Đây không chỉ là đặc sản của riêng Andalusia mà còn là đặc sản của cả đất nước Tây Ban Nha. Ở Tây Ban Nha họ gọi cái món này là jamón, nhưng mà chúng ta phiên âm sang qua các chuyển ngữ khác nhau chúng ta gọi là jambon. Ở nhiều vùng thì giết mổ lợn là một cách để ăn mừng và những chiếc đùi rau của con lợn thường được đem muối và làm khô dưới cái dạng jambon. Người ta nói vui với nhau rằng ở Tây Ban Nha thì không có gì quan trọng bằng thịt lợn muối kiểu như vậy. Nó được tôn kính hơn cả tôn giáo, phổ biến hơn cả bóng đá và vượt ra ngoài một món ăn bình thường. Đây không chỉ là thức ăn mà còn là cuộc sống của người Tây Ban Nha. Từ những ngôi làng nhỏ cho đến những cái thành phố nhộn nhịp, từ những quầy ăn ở ria đường cho đến những cái quán bar thì món ăn này có mặt ở khắp mọi nơi. Chỉ tính riêng cái món thịt lợn muối này thôi thì một năm người Tây Ban Nha tiêu thụ khoảng 160.000 tấn và nó ngày càng phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới, phổ biến ở cả Việt Nam chúng ta nữa. Cứ cái dịp vào mùa đông hoặc chuẩn bị đến Tết thì cái món này lại trở thành một cái món hot trend trên các trang bán hàng. Trong tất cả những loại thịt lợn muối thì thịt lợn muối làm từ lợn đen của Iberia là cái loại đắt giá nhất nhờ vào hương vị đặc biệt. Và nổi bật nhất đó là cái loại thịt lợn được sản xuất từ Jabugo, một thị trấn nhỏ ở Andalusia. Ở đây thì người ta không nuôi lợn một cách bình thường, không cho ăn đến bữa như vậy, mà lợn được chăn thả trên đồng cỏ và có những cây sồi đang rụng hạt ít nhất là khoảng 2 tháng mỗi năm. Các loại sồi khác nhau trong rừng sẽ cho hạt ở những thời điểm khác nhau, vì thế nên là lợn luôn có nguồn thức ăn phong phú. Hơn thế nữa, lợn còn được tập thể hình bằng việc đi bộ rồi là leo dốc, vân vân và vân vân. Tất nhiên, để đánh giá một món ăn ngon hay là không ngon thì nó còn tùy thuộc vào miệng của mỗi người, tùy thuộc vào cái truyền thống, cái phong cách thưởng thức của mỗi dân tộc, ở mỗi một châu lục, mỗi một vùng đất nữa. Thế nên sẽ có nhiều người có những comment trái chiều về cái món thịt lợn muối Tây Ban Nha này. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Câu chuyện về một xứ, một vùng đất ở Tây Ban Nha, đó là Andalusia. Thông qua câu chuyện này thì có lẽ các bạn cũng hiểu hơn rồi. Andalusia không chỉ có nắng nóng, không chỉ có sự khắc nghiệt về mặt thời tiết, mà Andalusia còn có nhiều điều thú vị khác, từ bóng đá, văn hóa cho đến nhiều khía cạnh của cuộc sống. Nếu cảm thấy thú vị, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.